Em ơi, cái mẫu xe hòm diêm này mình bán bao tiền em? Chính xác chiếc xe này của em là Audi anh ạ. Audi nhưng mà nó nhỏ nhỏ như hòm diêm này thì mình cứ gọi là hòm diêm được kìa. Audi của em ấy, xe của em là nó là hai cửa. À, hai cửa. Hai cửa. Nhưng mẫu xe nó form dáng xấu nhỉ. Ôi dồi, đẹp nhỏ xinh. Nhưng có mà anh lại chê xấu. Anh đã lái thử chưa? Đấy. Audi mà sao lại có cái dòng xe thiết kế là cái dòng xe mà nó lại còn chỉ có hai cửa nó. Dạ chính xác, chiếc xe của em nó là Audi A1 anh ạ. Audi A1. Audi A1. À, cái mẫu xe này chắc phải đời 1990 mấy à? Chính xác, chiếc này là đời 2010. 2010. Vâng, 2010. À, xe 5 chỗ ngồi mà sao lại có hai cửa nhỉ? Xe của em là chính xác nó là 4 chỗ, không phải là 5 chỗ nhá. À thế Audi A1 được nhập khẩu nguyên chiếc tại Đức. Chiếc xe này của em đang chào bán là 335 triệu. À, ui hơn 300 mẫu xe này cơ. Hơn 300 triệu. Ui, chị đắt. Màu trắng nhỏ xinh, hai cửa, thể thao rất đẹp luôn. Phong cách cực kỳ. Động cơ con này là động cơ mấy chấm em nhỉ? Động cơ chiếc này là nó là động cơ 1.4. Đảm bảo anh đi chiếc xe này ra ngoài đường người ta sẽ có, tức là sẽ rất là nhiều người nhìn. Còn Audi Moling người ta không để ý. Audi nhập khẩu đúng không? Audi nhập khẩu nguyên chiếc tại Đức. 2010. 2010. À, 300, hơn 300 cơ. Hơn 300 triệu một chút thôi. À, một chút là chính xác mới gọi là bao nhiêu. 335, nhưng kiểu gì kiểu vẫn có giá bớt cho anh. À, 335 triệu. Đúng rồi. Audi A1. Audi A1 2010. 2010. À, hai được trang bị khối động cơ 1.4 thì chiếc xe này nó chỉ dao động tầm khoảng 5 đến 6 lít. À, ô nhưng mấy cửa kênh kênh như này bị hở. Đây. À, nhìn chưa đóng vào thôi. 335 bao hồ sơ vận chuyển đúng không? Chuẩn luôn anh ạ. À,